Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, số mệnh con người mỗi năm mỗi khác, do sự chuyển động của các thiên tinh và trái đất luôn vận động, nên trường lực của mỗi nơi mạnh yếu sẽ khác nhau. Cũng chính bởi vậy gây nên sự không đồng nhất giữa các vật thể và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của chúng ta. Quý vị thân mến, xem tử vi cho những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị nắm được về tổng quan vận hạn, tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo trong năm 2023 này. Việc xem tử vi là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta mỗi độ Tết đến xuân về. Xem tử vi cho chúng ta biết trước được những điều không tốt xảy ra, qua đó biết cách phòng tránh, đồng thời đón tài lộc về với chính mình. Phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị và các bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chính mình. Xem tử vi cho tuổi Mậu Thân cho các bạn biết rõ được những dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi cả về sự nghiệp, tình yêu của mình. Và qua việc này, quý vị cũng sẽ nắm rõ hơn về tổng quan của mình có điều gì đặc biệt trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó sẽ biết được thiên cơ giúp quý vị và các bạn xu cát tị hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc. Sau đây là phần luận giải tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên mọi người luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng trong năm 2023. Năm 2023 là năm tốt lành với người sinh năm 1968 Mậu Thân, bản mệnh đã được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều người gặp gỡ được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ, nên chuyện thăng chức tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi, bạn dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên do công việc tương đối vất vả, nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, bạn sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao vân hớn, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai, gia chủ phạm tam tai. Mậu Thân 1968 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa, gia chủ nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, thân gặp mão bình hòa, công việc làm ăn ổn định, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có khoản tích lũy từ lâu. Xét về mối quan hệ thiên can mậu dương thổ và quý âm thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay, Mậu Thân nữ mạng cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 cần chú ý tháng Giáp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 đến 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Thân. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Mậu Thân gặp sao vân hớn chiếu mệnh. Sao vân hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Năm mạng tay tinh bị kiện thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao vân hớn bằng cách cúng dâng sao giải hạn vào 9 đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của vân hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo, muối nước, trầu cau, hương hoa ngũ oản.
bài vị Vân Hớn giấy trắng viết 6 chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị, hoặc đơn giản sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào thì tiết giảm đi, còn sao tốt chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Gia chủ mậu thân sinh năm 1968, nữ mạng năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán ra bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp hạn này chú ý, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả, kém chất lượng. Đôi lúc, lòng tốt giúp đỡ người khác chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng. Nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản, tiền của thì nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe theo lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà còn nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi mậu thân sinh năm 1968, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm mới bên gia đạo, gia chủ cần chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già. Tháng 2, tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện trong tháng này. Tháng 3, việc làm ăn trong gia đạo của người tuổi mậu thân gặp may mắn. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 của gia chủ từ hung hóa thành cát, nhờ hưởng âm phúc của gia tiên ban cho. Tháng 5, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 6, đây là tháng gia chủ có tin vui thêm người trong gia đình họ hàng. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, việc làm ăn kinh doanh buôn bán của con cháu thay đổi. Tháng 8, tháng này hao tốn tiền của, bên cạnh đó gia chủ chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp và nhức mỏi. Tháng 9, hòa khí trong gia đạo của gia chủ kém, bên cạnh đó cần cẩn thận quân san trộm đạo, mất mát tiền bạc của cải. Tháng 10, tháng này có tin vui trong nhà, cùng với đó việc làm ăn của con cháu nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 11, tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật ốm đau trong tháng này cũng nhanh khỏi. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm này cơ bản bình thường, chú ý việc di chuyển xe cộ và đi lại. Tổng kết tử vi tuổi mậu thân sinh năm 1968 nữ mạng trong năm quý mão 2023. Về sự nghiệp, công việc làm ăn của tuổi này trong năm quý mão không có gì phải bận tâm quá lớn. Mọi thứ đều được bạn giải quyết ổn thỏa nhờ kinh nghiệm qua nhiều năm tích lũy. Bạn lại đối nhân xử thế hài hòa nên có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Lúc khó khăn luôn được hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, môi trường làm việc đầy rẫy nguy cơ rình rập, bạn vẫn nên chú ý, bảo vệ bản thân, tránh rơi vào chiêu trò của kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở. Về tài chính của nữ mạng mậu thân vẫn khá rủng rỉnh trong năm 2023 này. Nếu bản mệnh biết tích lũy từ trước thì hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế, chi tiêu theo ý muốn. Bạn cũng nên cân đối thu chi cho bản thân và cả gia đình, tránh nghe theo lời dụ dỗ của kẻ bất lương mà mua sắm những món đồ không thiết yếu hay hàng giả, hàng nhái, vừa tốn tiền, tốn của, vừa dễ khiến tâm lý suy sụp. Về sức khỏe của mệnh chủ mậu thân ít nhiều chịu ảnh hưởng trong năm nay. Bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, bạn cần chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc chuyện thị phi, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi mậu thân, nhất là sức khỏe về tinh thần. Chính vì thế, người tuổi này cần tránh hết sức tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người, một điều nhịn bằng chín điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem này sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ mậu thân sinh năm 1968 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo,
Những mệnh chủ Mậu Thân cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Đừng tự cho mình là trung tâm mà hãy đi vào trái tim của nhau. Mệnh chủ Mậu Thân đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới. Đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng sự ổn định của gia đình. Đừng lo lắng về việc độc thân trong năm nay vì đây không phải là thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ. Ngay cả khi bạn có mối quan hệ, nó sẽ không tồn tại lâu vì người đó có thể không phù hợp với bạn. Đừng buồn nếu bạn bị tổn thương, bạn có thể tập trung vào những thứ khác và tham gia khi bạn có may mắn đó. Đừng quá tập trung vào công việc mà không để ý tới tổ ấm của gia đình nhà mình. Bạn cần bỏ thời gian nhiều hơn để quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của cuộc đời mình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp vị tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được trực tiếp thầy gia cát khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Mậu Thân trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Thân, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.